Xin chào ông bà cô chú anh chị đang xem kênh Tiểu Hồ Cuộc Sống Trung Quốc. Sáng nay thì nhà em còn một ít bông bí dư lại của ngày hôm qua. Em hái nhiều quá cho nên là em định là cũng nấu canh để ăn buổi sáng luôn. Lúc trước thì ba mẹ chồng em chưa từng ăn qua bông bí, nhưng mà sau này thì em làm thì mẹ chồng em rất là thích ăn. Canh bông bí thì ba chồng em cũng rất là thích hấp luôn. Cho nên là em mới thường xuyên nấu nè. Ở bên khu vực Đông Bắc Trung Quốc chỗ em á, thì đa số thì người dân á, nhà ai cũng sẽ trồng một cái bụi bông bí, người ta sẽ lấy trái. Và cái thời điểm này á, thì trái lớn á, thì nó không có lớn nữa. Em sẽ cho tỏi vào xào trước. Thì bông bí ở bên đây bây giờ người dân người ta lấy xong trái lớn rồi á, thì đa số bông bí là người ta không có ăn nữa. Cái này em rửa mở tủ lạnh á nên mình nhìn nó hơi cũ, mới ngày hôm qua thôi. Đây thì người ta đã lấy xong trái lớn rồi, thì bây giờ đa số những cái trái non hoặc là những cái bông như vậy ngọn ta lặt hay ta bỏ, thành ra thì bây giờ em có thể ăn mấy trái này thoải mái luôn mà không có tốn tiền. Người dân người ta không có ăn á, cho nên là mình ăn thoải mái luôn. Mấy bữa nay em để ý á, thì em nấu canh nè, thì ba chồng em thường xuyên húp canh và ít ăn nước trắng hơn. Còn mấy bữa lúc mà mình không nấu canh á, thì thấy đa số thì ba cũng chan nước lọc vào trong cơm á, cho nên là bây giờ cứ mỗi bữa cơm thì nếu mà có cái món gì làm canh á thì em sẽ nấu thêm một chút nước canh. Thì nước canh không cần cái gì phải cao sang, chỉ cần một chút thanh đạm dễ húp á, để cho cơm nó dễ ăn á là được á ông bà cô chú. Thì ông bà cô chú cũng biết á, là người Trung Quốc mà người già thì người ta rất là tiết kiệm, cho nên á, là những cái vật dụng ở trong nhà mà còn sử dụng được là người ta sẽ không có vứt. Thành ra thì khi mà em về đây nè, thì những cái vật dụng nấu ăn hoặc là bếp núc á, thì đa số cũng là sử dụng cái đồ của mẹ chồng em luôn. Và nấu nhiều món á, thì đa số chỉ dùng một cái nồi với lại một cái chảo đó thôi đó cả nhà. Mama ơi, sư phan à. Nhà em cua lông được dì Út cho với lại anh trưởng thôn cho, tính ra là quá trời luôn. Mấy ngày hôm nay á, nhà em ngày nào cũng ăn cua lông hết trơn á, nhưng mà vẫn chưa có hết á cả nhà. Cái này đồ ăn dư của ngày hôm qua còn à. Này em mới nấu nè. Em mời ông bà cô chú ăn cơm chung với lại gia đình em nha. Bông bí với lại trái bí non này ở Việt Nam mình thì giá cả rất là mắc, nhưng mà ở bên này không có ai ăn hết trơn á. Em thấy là bên chỗ em người ta trồng xong là lấy được trái bí già, bí lớn á, là người ta bỏ luôn cái sợi dây, chứ người ta không có cắt cái trái bí non ăn như mình. Mẹ chồng em thì ăn thấy ngon, mẹ rất là thích luôn, nhưng mà ba chồng thì ăn không có quen, ba chỉ húp được nước canh thôi á cả nhà. Bình thường á, thì ăn cơm xong thì A Sải sẽ là người rửa chén, nhưng mà hôm nay á, thì anh trưởng thôn qua nhà, cho nên là A Sải với là trưởng thôn á, đang ngồi nói chuyện, đang tám ở bên trong nhà cả nhà. Cho nên là em sẽ rửa giùm A Sải hôm nay nè. Khoai tây nhà em phơi khô xong á, bây giờ mẹ phải rửa lại một lần nữa cho nó sạch á, rồi mẹ phơi tiếp một lần nữa rồi mới cắt. Đang lại thôi.
Mẹ chồng em bữa nay làm chăn cho ba chồng em nè ông bà cô chú. Em cũng chưa có thấy qua cách làm chăn đâu. Bữa nay lần đầu tiên em thấy nè. Cái này thì ma xỉn thì ma mãi quê bu quê chứ có ba sườn khoai hả? Mẹ chồng em bỏ 80 tệ. Là tính qua tiền Việt mình á là 280.000 mua cái này. Em sẽ quay cả nhà mình xem thử là cách của mẹ làm chăn cho ba như thế nào nha. Mẹ em làm chăn cho ba thì cái này mẹ may á, nó bị ngắn hơn một khúc so với lại mình mua nè. Cái này cũng là vải cũ ở nhà, cái cũ của ba. Rồi bây giờ mẹ đang lát nữa mẹ sẽ chắp một khúc khác vô nữa để cho nó dài ra. Mẹ khâu hết tất cả bằng tay như vậy nè. Mẹ làm bằng tay. Mình làm vừa rồi anh bảo. Vô chua. Đi đoạn ta phần tô mãi rồi. Mà vô gì xỉn chua, số gì mà hơi chua thôi mà. Hơi chua. Chưa bị rủ ma mãi xin đờ, chưa lên là khẩn định hẳn xin hiên rồi thôi mà. Sự thật vấn đề học. Này chưa dung chưa rồi. Mẹ mua cái này thì mới nè. Mà lấy cái vải để mà làm thì vẫn xài vải cũ. Chứ nếu mà mua luôn vải mới thì chắc là sẽ đẹp lắm á. Mẹ khâu, lát nữa mẹ khâu hoàn chỉnh thì quay cả nhà mình xem nha. Ba chồng em đi qua nhà hàng xóm chơi á, mới đi có chút mà đem về quá trời cá luôn nè. Ồ, có con cá chê nữa. Có con chê nữa nè. À đúng cá chê rồi. À, mẹ nói thì ba đi ra ngay chỗ người ta có cây cỏ lau sậy á, bãi nước lau sậy á. Người ta bắt xong ba đi chung, rồi ba ra ba lụm nè. Ba kêu là mẹ kêu là quá trời luôn, nhưng mà ba lấy nhiêu đây à, chứ không có lấy nhiều. Mấy cái này cá trắng. Đây là cái mớ cá mà ba chồng em đem về nè. Thì cá nhỏ thì ba em đã treo lên phơi khô để dành cho mèo ăn rồi. Còn các cá lớn này á thì hôm nay em sẽ làm một cái món chà bông. Chà bông cá này gọi là cá trắng ha cả nhà. Cá trắng đúng không? Thì em định làm chà bông á cho ba mẹ chồng em ăn thử. Tại bình thường thì cá đồng thì mẹ chồng em cũng không thích ăn lắm. Nhưng mà em nghĩ thì chà bông á thì chắc chắn là mẹ chồng sẽ ăn được. Cho nên thì cả nhà cùng xem thử em làm món chà bông từ cá này á, thì làm như thế nào ha. Thì bây giờ thì em có một cái nồi nước thì em sẽ cho cá này vào bên trong cái tô. Em sẽ hấp nó cách nước. Hấp xong á, một chút nữa thì mình sẽ lấy thịt ra nha. Nên là em dùng cái tô này em hấp nha. Em cá cũng nhiều á cho nên là em sẽ hấp lâu một chút nha. Em hái một mớ ớt vô để làm chà bông nha. Cái này á mình phải làm cho nó cay á thì nó mới ngon nha. Chứ nếu mà mình làm ớt mà ít á nó sẽ bị tanh á. Tại vì đây là cá đồng á. Cái này là tỏi với lại ớt á, em bằm ra, bằm hộp giả đều được nha. Xong rồi mình cho muối nè. Tùy theo lượng cá của mình nhiều hay ít á, mình canh mình bỏ muối nha. Cho một xíu bột ngọt. Chút nữa thì cũng có nêm hạt nêm, nhưng mà hạt nêm thì mình nêm sau. Bây giờ em trộn cái này lên và tao cái này trước. Còn đây là cá mà sau khi em đã bóc hết xương ra nè.
phi. À, cái này mà nó thơm rồi thì mình cho cá vào. Này, tùy theo cái lượng cá của mình nhiều hay ít đó thì mình đập trứng vô nha. Bữa nay em cá cũng nhiều á, cho nên là em làm tới hai cái ba cái trứng rồi. Mình thích ăn khô hơn nữa thì mình rang thêm một chút nữa là nó sẽ khô hơn nha. Nhà em á, giờ này ngày nãy nhà em bận quá trời bận luôn, nên là còn phải chiên bánh nữa rồi ăn cơm. Giờ này cũng 5 giờ rưỡi rồi ông bà cô chú. Ngày nay cả nhà ai cũng bận hết trơn á. À, sải đang đi ra lấy bột mì nè. Nhà em á, bữa nay có rau hẹ cho nên là định là cắt hẹ vô rồi mẹ gói bánh hẹ. Bánh hẹ thì chỉ gói hẹ với trứng gà với lại bánh thôi, nhưng mà ăn rất là ngon luôn, với lại cái cách làm rất là dễ. Em gói thì 4 người ăn cho nên làm tầm khoảng hơn nửa ký bột mì một chút thôi, thì là 500g không bà cô chú. Cái nước này thì mình sẽ cho là nước ấm, mình có thể rờ tay vô được mà không có bị phỏng á đó. Rồi mình sẽ làm để cho bột nó dẻo nè. Mình cho nước vô thì mình cho từ từ thôi nha. Khi nào mà mình thấy chỗ nào nó còn khô á thì mình cho thêm một chút nước vô chỗ đó. Mấy cái chỗ như vậy là được rồi này cả nhà. Lát nữa mình bóp lại là nó đã bắt đầu vón cục rồi á. Nhà em làm cho nhà ăn nhưng mà đã rửa tay sạch rồi, cho nên là dùng tay để mà nhào bột luôn nha. Còn nếu mà thường ở quán hay này kia thì mình sẽ đeo bao tay, mình nhào để cho nó có vệ sinh hơn. Nhưng mà ở nhà mình rửa tay sạch thì nó vẫn sạch nha. Bây giờ cầm em nhỏ. Mình thấy bột nó bắt đầu dính chung với nhau nè, mà nó khô khô ráo ráo vậy là được. Rồi mình bắt đầu mình nhào luôn, nhào thành cục. Bột mì này nhà em làm á thì là bột mì đa năng. Nếu mà ở Việt Nam mình cũng có mấy loại bột mì đa năng á. Bình thường mà làm hát cảo hoặc là hát cảo thì mình dùng bột mì đa năng số 11. Còn nếu mà mình làm bánh bao á, mình cần cái độ dẻo ngon hơn thì mình làm bột mì đa năng số 12. Sau khi mà nhồi xong á, thì mình lấy cái nắp hoặc là mình bọc một cái lớp bọc ni lông lên bên trên để mình ủ kín nó cho bột nghỉ tầm khoảng 15 đến 20 phút nha. Nếu mà để được nửa tiếng á, thì càng tốt ha cả nhà. Nếu mà bình thường mà sống ở vùng nông thôn của khu vực Trung Quốc á cả nhà, thì khí hậu mà vào mùa này nè thì thời tiết rất là đã, mà nói chung là đủ loại rau luôn. Mình sống ở đây là mình thấy là một ngày mình không có tốn bao nhiêu tiền hết trơn á, đỡ tốn tiền, đỡ tốn kém. Rau cái gì ở nhà cũng có sẵn hết trơn á. Trứng gà mình chiên xong thì mình cũng cắt.
Đây là tép khô nè. Mình cho một chút xíu dầu ăn. Lúc này thì ba chồng em đi lượm cá về mệt rồi cho nên là tắm xong thì đi ngủ mất tiêu rồi. Mẹ chồng thì ngồi làm chăn, còn em thì đang làm cái món chà bông cá. A Sải thì tự đứng gói bánh hẹ một mình. Bình thường nếu mà mọi người làm để ăn thì mình có thể làm cái cục bột nhỏ lên một chút nha. Nhưng mà hôm nay thì chỉ có một mình A Sải gói à. Thành ra là A Sải nói là làm bánh nhỏ chắc là làm tới đêm luôn cũng chưa được ăn á. Cho nên là A Sải mới gói bánh lớn luôn để cho nó gọn ông bà cô chú. Bố họ có thổi dạ mày không? Mà nó canh dưa leo. Ở Việt Nam mình nó hình như là chưa có ai ăn qua món canh dưa leo này không bà cô chú. Hồi đó lúc A Sải về Việt Nam á, A Sải cũng nấu canh dưa leo nữa. Xong rồi em cũng thấy lạ, nhưng mà ăn á thì canh dưa leo cũng ngon lắm. Rồi bên Trung Quốc thì người ta nấu canh dưa leo rất là nhiều. Muối. Sao phải là thẳng? Xíu xíu bột ngọt. Một chút đường. Em mời ông bà cô chú ăn cơm chung với lại gia đình em nha. Canh dưa leo nè. Với lại là cá đồng của ba chồng em đi bắt về em làm chà bông nè. Còn cái này là A Sải gói bánh hẹ. Bạn nhớ số điện thoại, đừng quên cái xe của bạn nhé. Ba chồng em bữa nay cũng 78 tuổi rồi cho nên là trí nhớ của ba bây giờ cũng đã bị lãng rồi cả nhà. Hôm nay thì ba chạy xe máy điện đi qua hàng xóm chơi và để điện thoại trong cái hộc xe á, rồi mấy người đó rủ ba đi kéo cá, đi bắt cá thì ba đi chung luôn. Thì người ta chở ba đi bằng ô tô, rồi xe máy điện của ba thì ba để ở nhà. Rồi ba quên điện thoại mất tiêu, ba để điện thoại trong cái hộc xe trước á. Thì hên á là ở trong thôn á bây giờ cũng toàn là người già không à. Người ta cũng không có ai để ý tới chiếc xe cho nên người ta cũng không tới hộc xe để thấy làm gì. Nên là cái điện thoại của ba không có mất. Xong rồi ba về nhà thì ba mệt quá nên ba ngủ, ba cũng quên mất điện thoại luôn. Thì A Sải lấy xe chạy lên trên thị trấn đi lên lấy hàng. Rồi đi qua siêu thị mua mì gói cho em. Thì lúc mà lên tới ngay chỗ bưu điện của thị trấn á, thì A Sải để xe đó rồi A Sải đi vô lấy hàng. Xong rồi A Sải cũng chưa có phát hiện ra điện thoại đâu. A Sải đi vô lấy đồ xong xuôi rồi đi ra lại á, thì mới thấy điện thoại nằm trong cái hộc xe á. Xém một chút nữa là bị mất rồi á cả nhà. Hên á là ở trong thôn cho tới ngoài thị trấn luôn cũng không ai để ý tới chiếc xe cho nên là người ta mới không lấy. Chứ điện thoại bỏ trần dần ngay cái hộc xe trước á, đâu có cái gì che chắn lại đâu. Nếu mà ai tới gần hoặc là thấy thì người ta đã lụm rồi á cả nhà. Bữa nay nhà em á là ai cũng bận cả ngày luôn cho nên tới bữa ăn á là người nào mặc người nấy cũng nhừ.
Vậy là video của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị đã yêu thương và xem hết video của em. Hẹn gặp lại cả nhà mình ở video tiếp theo nha.